Xin chào quý bạn đang theo dõi video. Và hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn đây là một cái đầu ghi của EZBIT mã mới của 2024, và cái đây là cái đầu ghi là X5S. Với mã đầu ghi này là mã 4 kênh và đây là đầu ghi Wireless Never, có nghĩa là đầu ghi kết nối không dây của EZBIT. Và hiện tại thì đây là cái vỏ hộp sản phẩm, và đằng sau mặt trước thể hiện là hình ảnh của chiếc đầu ghi EZBIT, và thể hiện đây là có connect tới 4 kênh, 8 kênh. Độ phân giải của mỗi camera là 5 m và hỗ trợ ổ cứng đến 8T. Đấy. Và có cổng ra là HDMI và VGA. Và bây giờ đằng sau cái vỏ hộp đây thể hiện đây các bạn. Thì chuẩn kết nối camera đây là có đầu ghi 4 kênh và 8 kênh, và hỗ trợ đến cam wifi 5 m và hỗ trợ đến ổ cứng 8T và cổng VGA và HDMI. Đằng sau là thể hiện là cái giao thức mô hình kết nối của chiếc camera và đầu ghi. Đây là chiếc đầu ghi và các camera này là cắm điện, kết nối cắm điện và tất cả cái hình ảnh truyền dữ liệu về cái đầu ghi này. Và đây là cái tem sản phẩm mã đầu ghi 4 kênh của EZBIT, và bây giờ mình sẽ mở hộp cho các bạn xem bên trong của chiếc đầu ghi không dây của EZBIT này thiết kế nó như thế nào và gồm những phụ kiện gì. Mình đã mở hộp xong cái sản phẩm của đầu ghi không dây của EZBIT. Ở trong cái hộp phụ kiện của hộp sản phẩm là EZBIT đầu ghi này thì gồm có một adapter 12V này, và đây là ốc vít để chúng ta bắt ổ cứng này, và đây là con chuột cắm để điều khiển ở trên các màn hình hiển thị, và đây là quyển sách hướng dẫn và hướng dẫn lắp đặt cài đặt của cái đầu ghi EZBIT. Đây là mình đã giới thiệu cho các bạn. Trong cái hộp phụ kiện này thì đi kèm trong hộp sản phẩm thì có nguồn này, có chuột này, và quyển sách hướng dẫn. Và bây giờ mình sẽ đi thẳng vào xem thiết kế của chiếc đầu ghi NVR của EZBIT 4 kênh này như nào. Và đây là cái thiết kế của cái đầu ghi này các bạn. Mặt trước của cái đầu ghi này là logo của hãng EZBIT. Và chiếc đầu ghi này thì này, hiện tại nó có hai dây wifi để chúng ta bắt tín hiệu sóng wifi phát ra cái sóng, và các camera nó sẽ bắt cái wifi này và sẽ thu về từ cái đầu ghi này. Đây là cái thiết kế này, và ở trên cái mặt hộp sản phẩm thì có in logo thương hiệu EZBIT. Còn bên sườn đây là các ốc để chúng ta tháo ra để chúng ta lắp ổ cứng. Và khu vực cái đầu ghi này thì có cái phần lỗ thoáng để khi các bạn lắp ổ cứng vào thì sẽ cái nhiệt độ nó sẽ tỏa ra ở bên sườn này, và ở đằng dưới cũng vậy. Và khu vực đây là khu vực dưới này, phần tem sản phẩm ghi là serial và mã model của đầu ghi. Còn đằng sau của cái đầu ghi 4 kênh này thì có các cổng như là nguồn 12V, dây mạng LAN, cổng VGA, HDMI và USB, và đây là có nút reset của cái đầu ghi EZBIT này. Đây là mình đã giới thiệu các bạn cách thiết kế của cái đầu ghi EZBIT 4 kênh. Và quý bạn cần tư vấn hay cần lắp đặt cái đầu ghi EZBIT 4 kênh này thì các bạn comment tin Zalo số điện thoại mình để bên dưới. Và quý bạn theo dõi video thấy hay và bổ ích thì các bạn hãy giúp đỡ mình bấm đăng ký kênh và nhấn chuông để khi mình ra video mới thì các bạn sẽ nhận được ngay video bổ ích, và mình có nhiều tiền nỗ lực ra nhiều video hơn. Và các bạn cần tư vấn, cần lắp đặt cái đầu ghi hay là cần hỗ trợ về các camera hay đầu ghi của hãng khác thì các bạn nhắn tin Zalo số điện thoại mình để bên dưới. Xin chân thành cảm ơn quý bạn, hẹn quý bạn ở video tiếp theo.